xin chào cả nhà. Đây là một bữa cơm. Đây là cái gì kìa? Đèn này. Đây, ngồi ăn cơm mà phải đeo cả quả cái gì đây? Đèn đi mò cua này. Đấy, đây là ai? Đây là bà của nhít. Rồi. Để làm gì kìa? Úi dồi, nhít sao lắm đèn đây kìa. Đấy, úi dồi, anh nhít chế hai cái đèn để ông bà ăn cơm à? À, đèn á hả? Đấy, cho ủ một cái. Đèn á, ủ đầy. Này, đâu rồi? Đây. Đấy. Ui dồi. Nhà nhiều đèn luôn. Đấy. Đây là cái gì các bạn biết không? Đấy. Một chai la vi, một cái đèn ở phía dưới. Đó. Rồi. Đây là cái gì? Úi giời, hai anh em này có trò để chơi rồi. Đấy, đầu đấy. Úi giời. Ủa, nó xoay ngược cái đèn luôn. Đây. Rồi, đây là cái gì? Mấy cái điện thoại luôn. Úi giời, anh nghĩ đây thôi, tôi đừng nghịch cái hết pin của mẹ đấy. Đấy. Cả nhà bật huy động hết điện thoại lên. Được cái nhà điện thoại đẻo đầy. Rồi, úi giời, sáng chúc mừng luôn. Rồi ăn cơm đi. Mỗi tội là nóng thôi các bạn ạ. Mỗi tội là nóng thôi. Đây, mất điện nhá. Ngoài trời tối om luôn. Có điện đâu mà bật quạt là nhít. Trời ơi. Ôi, hàng xóm có điện không? Tối om luôn các bạn ạ. À, gì đây? Mây trăng à? Hôm nay không có trăng. Tối om xì xì luôn này. Không quay đâu. Đấy, đang quay này à? Oh yeah, ăn cơm nào. Hồi bé mà mất điện vui lắm các bạn ạ. Trẻ con ở xóm thi nhau ra ngoài đường nô. Bây giờ thì trẻ con ở trong nhà hết rồi. Đây, trẻ con nhà mình đây. Giờ nhà nào ở nhà đấy. Không vui như ngày xưa nữa rồi. Đó. Có vướng cái gì không? Yeah.